Thôi tùy duyên đi. Thôi đừng nói thêm út nữa, út đi rồi. Đây. Xùi quá xùi. Tại anh mừng nè. Ai cũng vậy. Ai cũng vậy, cần quá mừng. Chim sâu bắt hai lần rồi còn 10 ngàn. Cái gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Cần bắt hai lần cũng 10 ngàn. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Xin chút xíu coi 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 sao kỳ nó hay vậy? Không, cái này là cũng như là cái hình xuôi, tại vì làm cái gì cũng phải có cái hình xuôi đó, mà cái hình xuôi của mình là nằm ở trong. Biết rồi, ảo thật là nó phải có cái bề dày. Ờ, quan tâm thì nó 500 anh kinh rồi á, phải có 10 ngàn. Chút xíu nữa. Thôi lại cái hình xuôi thôi, tại vì con bác rồi chồng nó cũng vô lựa một đống tiền chồng đúng không rồi. Có lựa đâu? Có lựa đó, chồng cũng lựa quá trời đó. Rồi bữa nay không có bán vé số hả? Anh em nghỉ. Ê, vụ này ra bán được. Tuyệt vời nha. Cao 4 giờ rưỡi. Rồi. Cái bị lại sao? Qua rồi. Một đống tiền chứ phải không có đâu. 500, 10 ngàn hả cọc? Có ai là mua không? Không mua. Hôm nay đi làm vé số này được là ra giữa chợ mới đồ chơi thôi không? Mà bắt được thì mua giùm... bắt được thì lấy tiền, miệng bắt chúng 10 ngàn thì mua giùm tôi 5 tờ số đó, chơi thằng gài bán chút hết với số luôn. Quá hay. Quá hay vậy chứ cưng bắt hai lần đó là sao? Thôi tạm kinh mà. Cưng hai lần bây giờ. Cưng hai lần chồng của bà mà chồng cũng bắt có 10 ngàn lựa quá trời luôn, lông nãy nó đang niệm chú luôn đó. Wow. Cái đồ ông mang cái này à, ông mang khỏi đường nữa, không biết ở nào nữa đâu. Đi đại đó, đi đại mình luôn, biết không chưa? Mấy công an nó cũng sợ. Đi đại. Rồi ông gầy. Gì? Muốn lắm đi gầy. Cho ăn mệt nha, chưa ngủ nha. Để điện với bạn ngay tiếp à. Tiếp bạn ghé rồi đi vậy. Dữ dằn trời, có bạn câu câu gọi ta không có bạn mới lính rồi trời, có lính luôn đúng không ta? Thôi rồi đúng rồi chơi không sư cô hoàng bắt luôn á. Có số của mày này đi hồi đi thôi ngày giờ đi hết dễ con lấy cái máy con thay máy like trực tiếp cái kênh của con like đi không ai đâu nãy nó quay chỉ quay mà có 500 mừng cái gơi nhưng mà mình không có trúng nữa là sao giờ? Quá xui à. Quá xui, gắn chịu như sao vậy? Giờ xuống nhà Úc Hà ăn kìa, chịu không? Nhà ở đâu? Ở Long Xuyên. À. Long Xuyên, em ở Long Xuyên rồi em bấy bá dưới vậy. Em đi bán bấy bá dưới chứ không có gì. Bữa nay ngừng đi thua 3 cây nữa trời ơi. Mới quá đông rồi. Bán cả 10 cây rồi. Có hả? Mới đông lắm. Còn đi đâu nữa nè? Đi đâu nữa? Mình đi đâu nữa không nè? Chưa để nó còn gì bệnh đi. Đi ngủ ngọt chiếu đi. Thôi chị bây giờ chị hôm nay chị tới đây thì gặp hai đứa thôi, chị cần hỗ trợ tiền xăng cho hai đứa chăm nha. Rồi. Cho Long chăm co phụng cưng chăm nha. Rồi Long phụng cưng em cũng hỗ trợ cho anh chị chạy tới đây nha. Rồi. Hỗ trợ một cái phần viên. Hỗ trợ mất con ngon. Tôi nãy tôi hỗ trợ tới 1,5 triệu luôn đó. 10 ngàn tại con bác, phải con bác được 5 triệu không à? Chị Kim Sâu ơi, chị có cái lời nào gửi cho Út Hà và bước em trai đây không? Ngân lại. Ngân lại là sao? Ngân lại đây, sao đây? Còn đi nữa nè. Cảm ơn không? Mua Phật. Không hả? Quân lòng mất con không? Em trai phải không? Cưng, muốn theo rồi, muốn theo cái luôn. Quay đi ta. Rồi được rồi, cái máy quay giùm cũng được. Thôi giờ bữa nay chị bắt bạn công chuyện, mà chị không có thể đi theo được con nữa. Chị muốn gà. Chỉnh cái đầu trong luôn. Không xin nhà chị chiều đi về thì có anh Hùng cướp vô đó rồi nghỉ nhà chị sáng về.
Cần chuyện đây gì không? Dạ. Ờ, luôn có dặn là nếu mà lên đây hai đứa ấy thì chị đưa số điện thoại của anh cho anh đón cửa hả? Quá vui rồi. Hướng đâu có 50 như vậy, 2k 500 bây giờ. Có mừng à, không vợ luôn. Thôi, tùy duyên đi. Thôi đừng nói thêm Út nữa, Út đi rồi. Xùi quá xùi. Tại anh 10 ngàn. Ai cũng vậy. Ai luôn vậy, cần quá luôn. Chim sâu bắt 2 lần rồi còn 10 ngàn. Cái gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Bắt 2 lần cũng 10 ngàn. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Mà có tiền. Trời ơi, khổ hoài đó, chưa thức khổ hoài. Không có cơ, không có cơ. Sao hả? Bộ mà tối không có ngủ chung sao mà. Có. Có rồi mà không gà, không có đá nhau hả? Ngủ đi, kêu hoài, có hẹn Hà ấy hả, thôi kêu đi Hà Ngân lại đây. Chị Ngân gì đó, chị Hà kêu qua Vĩ Ngân. Chú anh em nào gom lên đừng có tìm coi nè. Qua, hôm qua ai điện cưng, nói rõ coi, đừng đổi người, chị Hà kêu ở đâu mất, mất công á. Qua ai điện cưng, chị Hà mới nghe cưng sau này mới tới thôi. Ờ, đó, sao nói chị Hà để mua bạn bè. Để xin chút điện á, bạn bè mới có điện. Em biến đi đó. Nói sao Hà kêu mà không có Hà ấy. Thương em nhiều, Út Hà về nha. Dạ. Chung. Bắt lại. Tôi vô lên coi bà, tôi cần bắt á. Dạ, bút được sao? Trời ơi. Nói nghe nè, rồi sao bây giờ đi về luôn hay là qua nhà Út Hà chơi? Thôi về luôn rồi, đuối rồi. Vậy nè, về đi rồi bữa nào Út Hà lên đi núi nha. Thôi núi. Đi núi đi, đi chùa, đi mua vô Hà, đi núi. Đi rồi, đi rồi. Nè, nghe nè, nhang cúng đó. Không, đi lên núi Cấm dẫn đi mấy chỗ luôn, Út Hà bao hết. Thôi, chị Hà không tiền đi Hà ơi. Chị không tiền nhưng mà bao cưng đi núi rồi chị chấp nhận. Thôi. Bao đi chơi không bao, bao đi núi rồi chị. Thôi, chị Hà không tiền đi Hà ơi. Dễ mà, dễ thôi, vậy ha. Dạ. Rồi sao, có ăn gì chưa? Đúng rồi. Rồi, rồi hả? Ừ, đi về nha. Rồi ở đây mấy em có quay nó thì quay đi về nha. Thôi thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Vô 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 vô, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi gượt em hoài. Con của ai hả? Con của chị Hà đó. Hả? Không cưới ai ạ? Qua không cưới rồi. Nhà không cưới ai ạ? Không cưới ai, nhà không cưới ai ạ? Ý là nói vậy nè, quay cưng bây giờ bữa hổm vừa rồi á là chị với lại mấy cái kênh kia có tổ chức đám cưới cho chị Hồng và anh Khánh Bình. Có cho bông cho vàng đồ đàng hoàng nha. Bây giờ cưng có thích vậy không? Từ đây cám ơn nhậu. Nếu từ từ đi, còn thí dụ muốn làm đám cưới giống vậy thì chị nói với chị cũng thưa với Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em có đám cưới cả nhà hàng đàng hoàng luôn. Được, bước rồi, bước rồi. Nhưng mà trước khi mà muốn đi đám cưới á phải đi với chị một chuyến để qua chủ nhà hàng để mình qua đó cưới mình chồng xin từ đi. Không, cứ đi thôi. Anh hát cô đang ha. Từ từ đi mà. Cô đang nói nó. Đang nói gì? Đang nói. Đang nói hả? Từ đi. Bây giờ nè, cái thứ nhất là muốn làm đám cưới với em á, là cái thứ nhất Hà thích là người phụ nữ đừng có hung dữ với chồng, phải thương yêu nhau. Không. Ha. Dạ. Ừ. Chứ để biết sao hiện giờ anh Long muốn cưới cưng nhưng mà sợ cưới không hung dữ đó. Thôi từ từ đi. Cưới không? Ừ, từ từ. Không, cưới, nó có nộp mà cưới không? Tao nói từ từ. Cưới thì không cưới rồi đó. Mà để từ từ. Thôi, phải không vợ, không có vợ. Để vợ hay là thôi, khỏi thôi. Dặn rồi kìa. Thôi, khỏi thôi. Thôi, khỏi thôi. Nè, cưới vợ mà cứ liền tay. Cưới nè. Đúng rồi, cưới vợ phải cưới liền tay. Để sao? Để lâu nó bị gì? Có rẻ con trong lông nuôi nữa. Ừ, để con trong lông nuôi nữa hả? Thấy mẹ ơi. Cứ từ từ. Cứ vợ là cứ liền tay đi. Lẹ đi chim sâu ơi, cho anh em rồi có video rồi quay nè. Nói lông đâm cứ lẹ lẹ đi. Cưới không? Cưới cưới thì đã từ từ. Cưới cái bà phải liền tay nha.
con. Mất vợ đó. Nói hồi mất vợ á. Đúng rồi. Có thời gian đi mới đi tới ngoài. Ơi. Làm đám nhanh nhanh đi. Để có con. Đâu? Từ từ chứ. Hết nhừ rồi. Hết nhừ rồi. Tại anh không à. Hỏi anh em coi, chồng tôi ngon lắm à. Hùng kia coi. Máu không gì cần. Mẹ đi. Cái máu rồi. Hùng ổng đi để không thôi là ừ, để thôi là tôi ừ. Để thôi là ổng hùng người khác đó nha. Ổng thường quá thường. Gà thức chưa? Hỏi coi gà thức chưa? Buồn ngủ rồi hả? Kiếm giọng ngủ không? Dặn rồi. Dặn rồi hả? Có mê vợ. Rồi nhà hấp con có thể nha. Đam mê rồi chứ em ngủ. Quay đam mê tại nhà khán giả nó biết em nhiều. Cắn tay luôn. Trời ơi, cắn tay luôn kìa, cắn vô đứa tay luôn, giận quá rồi. Nó bị con. Dạ. Nó ngủ chưa thức, giờ lại chưa thức đâu. Thích cái câu thức dậy chưa? Dính là nó vàng kìa mà. Thức dậy chưa? Bị con. Ừ. Giờ lại chưa thức đâu. Kinh đầu. Dính dao kéo cho bạn. Nó đục tiểu. Kìa, okay, chim sâu, chim sâu vô. Đó. Kìa, bỏ chạy rồi, thôi bỏ đi, nó đi rồi. Bỏ đi, ngồi đi. Bỏ đi, nó đi rồi. Bỏ đi. Gượt tới ổ luôn hả? Có ổ mà. Ừ, chim sâu hung dữ không, gượt tới ổ luôn kìa. Đón của chị Hà phải không? Qua đi, lần đầu như lần cuối. Trời, không có được. Mỗi tháng tôi hết gạo, với hết quà cho mấy hoàn cảnh đó, cho nên tôi lấy số bán. Nếu mà mấy người bán số đó mắc uy tín với tôi là tôi cúp luôn. Chị là chị ở dưới là chị bán số hay là chị? Tôi lấy cái số cho mấy người nghèo bán. Không có bán cái số đâu. Có ăn chặn không? Có là gì? Không ăn đồng nào hết trơn luôn. Bỏ giá 90 thì ta lấy 90, bỏ 90 chứ giá mấy giờ. Giá 93, 93 luôn. Đi đi. Chị Út đi Cần Thơ kìa, đi không? Đâu? Chị Út đi Cần Thơ kìa. Chị Út đi Cần Thơ kìa. Không, đúng rồi đâu. Chống đi rồi. Đúng rồi. Coi gã thức chưa? Gã thì... nhả vậy nó nhả rồi. Gã thức chưa? Thôi được rồi chứ, để cho mấy anh coi còn đi đâu nữa. Đi đâu rồi? Đi tới hôm nay. Có thèm thèm nó được không? Có đâu. Cái đó là ơi, là thánh bào đó. Có lấy được 20 ngàn, muốn 10 ngàn đó. Thánh bào đó quý vị. Đi hai chồng cơm qua đây nè, xin cơm qua đây ngồi.